Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Social TV. Trong video cập nhật ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin mới của các bạn đàn gà con để ông bà cô chú anh chị em chúng ta cùng nghe, cùng biết nhé. Mới đây, ngày hôm qua, ngày 25 Tết, tức là 25 tháng Chạp, thì bé Phạm Tuyết Nhung cũng có đi tảo mộ cho ba của mình. Tuyết Nhung có chia sẻ bức ảnh em đến đi tảo mộ cho ba. Bên cạnh đó em có viết một cái dòng chữ khá là xúc động đó mọi người. Tức là 12 năm rồi Tuyết Nhung đã vắng cha, và hôm 25 Tết hôm qua Tuyết Nhung đã đến để tảo mộ cho ba của mình. Và khi Tuyết Nhung chia sẻ bức ảnh em ấy đi tảo mộ cho ba của mình cũng nhận được rất nhiều lời chia sẻ động viên đến từ fan hâm mộ. Vì ai cũng rất là thương cho Tuyết Nhung đã mất ba sớm, đến tận hơn 10 năm. Do thế, bé Tuyết Nhung cũng có một tuổi thơ, phải nói fan biết được thì rất là thương cho bé. Hiện tại thì Tuyết Nhung sống với mẹ ruột của mình. Bên cạnh đó, hôm nay Thiên Ngân cũng chia sẻ một bức ảnh khá dễ thương, khi em ấy đang ở quê bên gia đình nhỏ. Thiên Ngân chia sẻ như thế này: "Bữa giờ đỡ dễ thương rồi. Và sau khi về quê nghỉ ngơi cũng được ba mẹ tẩm bổ và khuôn mặt của Thiên Ngân hơi tròn lên một tí. Do đó nhiều fan cũng để lại bình luận là chúc Tết cho bé Út Thiên Ngân, cũng như là khen bé Thiên Ngân đã lấy lại tinh thần. Nhìn gương mặt của Thiên Ngân rất là rạng rỡ sau chuỗi ngày về bên ba mẹ gia đình ấm áp của mình thì ai nấy cũng rất là mừng." Và Thiên Ngân cũng có chia sẻ là sắp tới em sẽ ra mắt một bộ ảnh nữa chụp với áo dài rất là dễ thương, và fan hâm mộ cũng đang mong là Thiên Ngân và Juno có ra mắt thêm nhiều ca khúc song ca nữa. Thì mới đây trên trang cá nhân của ca sĩ Juno có chia sẻ là một sản phẩm mới của Duy đã có trên YouTube rồi, và Duy rất mong muốn mọi người hãy cùng vào xem để ủng hộ cho Duy. Duy ghi một status như thế này: "Cả nhà cùng nghe ca khúc mới, ủng hộ Duy Juno nhé. Link dưới comment ạ." Bên cạnh đó Duy cũng chia sẻ những bức ảnh chụp với áo dài rất là đẹp. Nghe liền nóng hỏi: "Cả nhà yêu ơi, năm nay em có nhiều bài Tết cho cả nhà nghe mệt xỉu luôn, hi hi." Và Duy có chia sẻ link bài hát Lắng Nghe Mùa Xuân Về của nhạc sĩ Dương Thụ. Thì sau khi lắng nghe cũng như là xem cái ca khúc này Di Juno thể hiện thì có nhiều bạn để lại bình luận là: "Hay quá anh ơi, Di mặc áo đẹp trai quá đi." Nhiều bạn cũng khen cho cái vẻ outfit bên ngoài của Di Juno khá là đẹp. Trở lại với thông tin đến từ cô MC Diễm Quỳnh. Hiện tại thì cô MC Diễm Quỳnh cũng đang tham gia lễ hội ở tại số 38 Đặng Tất, quận 1, đó là con đường lễ hội. Và như chúng ta đã biết là ở đây có quán chay của chị hai nữa. Thì mới đây cô MC Diễm Quỳnh chia sẻ: "Vừa xuân đất Việt chào đón xuân Giáp Thìn 2024 tại lễ hội đường hoa tuyến đường Đặng Tất, quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nhanh chân tay lên liên hệ với Diễm Quỳnh hoặc đến trực tiếp khu check-in cà phê Hoa Giấy 38 Đặng Tất, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha nha nha. Sắp tới Tết rồi nè. Xin cảm ơn những vị khách đầu tiên của em nè, cháu Phạm Đức Hiếu, cô giáo Kim Mai, và một số anh chị em. Ai cũng hỏi Diễm Quỳnh sao lấy ít vậy? Vì thực ra là hàng khá đặc biệt, phải đặt trước nè. Các anh em phải đi lựa được trái dưa đẹp nè, thực hiện các thao tác như là sơ chế. Tiếp tục sẽ được các nghệ nhân vẽ vời, ghi chữ sáng tạo nè. Đưa xuân đất Việt để được hơn 3 tháng vẫn còn tươi mới nha. Chỉ có ở điểm check-in cà phê Hoa Giấy 38 Đặng Tất, phường Tân Định, quận nhất, phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bé Phạm Tuyết Nhung đã ghé qua ủng hộ tinh thần cô Diễm Quỳnh nè." Vậy là Tết năm nay cô Diễm Quỳnh cũng tham gia bán một mặt hàng khá là độc lạ, đó là dừa, trái dừa để trang trí Tết đó mọi người. Trên đó có thể là vẽ hoặc là ghi các chữ như là phúc lộc rồi phát tài, rất là nhiều màu sắc và rất là đẹp. MC Diễm Quỳnh cũng chia sẻ những thành phẩm, rồi cô có chụp lại cái không gian ở số 38 Đặng Tất, đây là quán cà phê Giấy. Bé Phạm Đức Hiếu cũng có đến
để ủng hộ cho cô Quỳnh. Bên cạnh đó thì Tiết Nhung cũng đã tới ủng hộ sản phẩm của cô Quỳnh. Cả hai cô cháu chụp hình ở gian hàng bán dừa trang trí này rất là dễ thương. Và khi fan hâm mộ biết được năm nay cô MC Diễm Quỳnh cũng tham gia một gian hàng bán đồ để trang trí Tết, đó là những trái dưa, nên có nhiều bình luận để lại thật đẹp và khéo léo quá. Mọi người cũng hỏi là có trái nào của cô Diễm Quỳnh dễ đâu. Mọi người hỏi vui như vậy và cô Diễm Quỳnh cũng đã trả lời là lên đây đi, cô vẽ cho mà xem. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 26 Tết, thì bé Phạm Tiết Nhung cũng có đến đường Đặng Tất và đến cái gian hàng bán dừa trang trí của cô Diễm Quỳnh. Và cô Diễm Quỳnh cũng có live stream chia sẻ cảnh Tiết Nhung tới cũng như ủng hộ và quảng cáo bán giúp hàng với cô Quỳnh. Cả hai cô cháu được khán giả dùng lời ngợi khen dễ thương quá. Bên cạnh đó thì mọi người cũng khá làm tiếc và là trong cái show 24 Tết thì không thấy Tiết Nhung tham gia văn nghệ vì sức khỏe không được tốt. Và Tiết Nhung có chia sẻ là bị ho quá nên không có can để cho fan hâm mộ được nghe được. Và mỗi khi rảnh thì Tiết Nhung cũng tranh thủ ra hàng chai để phụ với các cô chú anh chị đồng nghiệp của mẹ mình ở quán chai. Bên cạnh đó, việc tiếp sức thêm cho cô Quỳnh ở tại cái con đường hoa này, cái mặt hàng bán dừa, hy vọng là sản phẩm của cô Quỳnh bán sẽ được nhanh chóng hết hàng. Phần cuối video hôm nay mình sẽ cập nhật thêm một số tin tức về ca sĩ trẻ Quỳnh Trang. Mới đây thì mẹ Quỳnh Trang là cô Thảo có chia sẻ một niềm vui khá đặc biệt của fan hâm mộ dành cho bé Quỳnh Trang. Chân thành cảm ơn cả nhà đã dành tình cảm yêu thương đến bé Trang và gia đình mình, và không quên gửi lời tri ân cảm ơn sâu sắc đến khán giả trong và ngoài nước đã ủng hộ và dõi theo bé Trang trên con đường nghệ thuật. Xin ghi nhận và trân quý, xin kính chúc cả nhà đón năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng nha. Trước tiên là cô Thảo gửi lời cảm ơn tấm lòng của fan trong thời gian qua đã follow cũng như đã ủng hộ bé Quỳnh Trang. Bên cạnh đó, những bức ảnh cô Thảo đăng tải làm cho fan hâm mộ chúng ta hiểu thêm được tấm lòng của fan dành cho bé Trang thật là mến mộ cũng như là rất là thương nha mọi người. Từ những món ăn đậm đà thôn quê cũng như các món ăn cao cấp, tất tần tật cũng đã được cô Thảo chụp hình đăng lại để fan hâm mộ được biết. Thì theo mình thấy hiện tại bé Trang rất là được lòng fan hâm mộ. Bên cạnh đó thì các show trong dịp Tết này dày đặc, do đó fan hâm mộ sau khi coi được những bức ảnh cũng như tấm lòng của mẹ Thảo của Quỳnh Trang gửi tới fan hâm mộ thì để lại nhiều bình luận khá là dễ thương. Thật nhiều yêu thương, thật nhiều ấm áp. Chúc cho cô và bé Trang vui vẻ, an lành nha. Và ngược lại, nhiều fan hâm mộ cũng gửi lời chúc cho gia đình cô Thảo một năm mới an khang thịnh vượng. Bé Trang luôn luôn đắc show. Phải nói là bé Trang hiện tại đắc show được mọi người ghi nhận về giọng hát. Bên cạnh đó thì việc làm thiện nguyện cũng rất được khen ngợi. Cũng mong rằng trong năm mới, Tiết Nhung, Thiên Ngân cũng sẽ được có nhiều show giống như chị Quỳnh Trang.